Mẹ để con lau cho mẹ. Không cần đâu. À, con lau được mà mẹ. Thôi mà mẹ. Mẹ nói là không cần đâu. Mẹ. Nên một hồi con ăn xong á, gọi điện cho cô Minh rồi dắt Cherry cho nó qua bển chơi nghe em con. Không được đâu mẹ. Nhà cô Minh đang rối lắm. Ủa, chuyện gì vậy con? Thì hồi xưa mẹ của Minh Anh là y tá của bệnh viện Thiên Phúc. Xong rồi có người thuê cổ bỏ đứa con. Mà cổ bỏ nhầm anh Andy. Nên là cả nhà lạc nhau đến bây giờ luôn nè. Bệnh viện Thiên Phúc. Dạ. Con không hiểu làm sao luôn á. Nghĩ sao mà thuê người khác đi bỏ con mình nữa. Mà tại vì cái người đó nên bây giờ ở nhà Minh Anh mới lao đao vậy. Không có làm gì hết. Nhưng mà đôi khi có những chuyện em làm, hay là những câu hỏi mà em hỏi chị, làm cho chị cảm thấy mệt mỏi và áp lực lắm. Với lại em cũng hay hỏi chuyện của tụi mình như thế nào, lại càng làm cho chị khó nghĩ hơn nữa. Em biết rồi. Em sẽ không bao giờ hối thúc chị nữa. Nhưng mà em chỉ muốn chị quan tâm và công nhận cái tình cảm của em như bao nhiêu cặp đôi khác rồi. Hay là vậy đi, ngày mai sau khi làm gì xong, chị và em sẽ cùng nhau đi ăn tối. Tụi mình sẽ nói chuyện này một cách rõ ràng và nghiêm túc nhất. Mẹ chồng nàng dâu ai ai cũng nhìn thấy, sớm nắng rơi chiều rông mà thiếu vắng thì lại trong nhà.